Biên giới phía Bắc, mùa xuân năm ấy, trích sổ tay phóng viên Nguyễn Hữu Mão. Đó là mùa xuân Bính Dần năm 1986, thời điểm tình hình biên giới phía Bắc lại nóng lên, máu của các chiến sĩ chúng ta lại tiếp tục đổ trên các điểm tựa bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Từ thị trấn Na Sầm, chiếc xe tải của cơ quan chỉ huy quân sự huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đưa chúng tôi ngược đường số 4 lên hướng Tây Bắc. Sau một lộ trình đường nhựa khá dài, chiếc xe tải cua vào con đường đất nhỏ. Từ ngã ba Lũng Vài, xe đi vào một con đường rừng quá xấu. Rồi chúng tôi cũng đến được điểm tập kết để đi sâu vào các điểm tựa của đơn vị S, bộ đội địa phương tỉnh Lạng Sơn. Suốt những ngày ở trên các điểm tựa của đơn vị S, ấn tượng mạnh mẽ nhất để lại trong tôi là sự hòa hợp rất đẹp của hai thế hệ cầm súng. Các cán bộ chỉ huy đã lăn lộn ở chiến trường những năm tháng đánh Mỹ và những chiến sĩ trẻ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Ngày đêm họ sống và chiến đấu bên nhau, người đi trước dìu dắt người đi sau, lớp sau bổ sung và kế tục cả phẩm chất, bản lĩnh của lớp trước. Hôm ở cơ quan chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn, nhất là mấy ngày ở cơ quan chỉ huy quân sự huyện Văn Lãng, tôi đã được nghe các cán bộ ở đó kể nhiều về Thiếu tá Đàm Văn Biên, một trong những cán bộ chỉ huy đơn vị S, người trực tiếp đón và dẫn tôi đến khắp các điểm tựa của đơn vị mình. Ở tỉnh đội và huyện đội, tôi chỉ được nghe kể Biên là một cán bộ chỉ huy quả cảm, bản lĩnh trong những ngày nổ ra chiến sự chống lại bọn bành trướng Trung Quốc xâm lược tháng 2 năm 1979. Và hiện nay, anh vẫn ở đây bởi chẳng những được cấp trên tin tưởng, đồng bào quý mến mà kẻ địch bên kia biên giới cũng phải kiêng nể. Gặp các chiến sĩ trong đơn vị, tôi đã được nghe anh em kể rằng bọn Tàu vẫn thỉnh thoảng gọi loa và tung chuyển đơn sang đe dọa, nói xấu và khiêu khích anh. Bây giờ trên đường từ một điểm tựa trở về hầm chỉ huy đơn vị, tôi hỏi Đàm Văn Biên về chuyện này, anh cười rất vui. Anh đừng lo, tôi còn cao số lắm. Những ngày ở rừng Trường Sơn, bom đạn Mỹ, đói rét, sốt rét còn chẳng quật ngã được tôi nữa là bây giờ, mấy cái thằng bành trướng. Tiếng cười sảng khoái, tự tin, cùng dáng người cao to vạm vỡ của anh như thêm khẳng định tính chất nghiêm chỉnh của câu trả lời ấy. Trước lúc rời đơn vị S, tôi đã đến một chốt điểm tựa vừa lập công trong chiến đấu. Đó là khẩu đội cối 62 của đại đội 4. Trong một đợt phản pháo lại quân Trung Quốc cắn trộm, khẩu đội cối 62 này đã lên tiếng trước nhất toàn đơn vị, được cấp trên tặng bằng khen. Riêng khẩu đội trưởng Đặng Văn Vít, chàng trai dân tộc Tày, quê hương Hoàng Văn Thụ, cũng được tặng bằng khen bởi Vít đã tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, xử lý các tình huống chiến đấu rất thông minh. Trong căn nhà hầm nửa chìm nửa nổi của khẩu đội sáng bừng lên tấm bằng khen còn mới. Tôi đã gặp đủ anh em trong khẩu đội, lẫn trong tiếng trò chuyện của chúng tôi từ phía Trung Quốc, tiếng súng bộ binh vẫn nổ đì đẹt. Đặng Văn Vít rất ít nói, qua các pháo thủ tôi mới biết được thành tích của khẩu đội trưởng. Đêm ấy, khi triển khai súng ống xong, chuẩn bị phản pháo lại quân địch, thì hai đèn hiệu bắn đêm ở hai cọc chuẩn bị hỏng. Vít đã đốt ngay hai điếu thuốc lá, buộc lên hai cọc thay đèn, và khẩu đội cối 62 của Vít đã nổ súng được trước nhất. Tôi hỏi Vít, đồng chí học được ở đâu kinh nghiệm ấy? Đó là chuyện của anh Phương vẫn kể cho chúng em nghe về những ngày anh ấy đánh Mỹ ở miền Nam. Gặp đại đội trưởng Lộc Xuân Phương, tôi hỏi lại thì đúng vậy. Phương đã từng là một pháo thủ cối 62 ở mặt trận Quảng Trị năm 1972. Đêm hôm nay, cái nước da màu sốt rét của anh vẫn như một dấu ấn chưa phai về những năm tháng gian khổ hy sinh đó. Tôi cứ tiếc ngẩn ngơ vì chỉ đến chậm có một ngày mà không được tận mắt chứng kiến chiến công của ba chàng pháo thủ Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Quang Xá trên điểm tựa của đại đội 11 và đại đội 12 của đoàn M23. Trong khi đi kiểm tra mốc bắn đã thông minh, nhanh trí và dũng cảm bắt sống một tên tham báo Trung Quốc xâm nhập sang đất ta giữa ban ngày. Chỉ chậm một chút xíu thôi là nó vọt được về bên đất nó, Trung kể với tôi. Nhưng rốt cuộc nó cũng là thằng sợ chết. Em lia một loạt AK hơi thấp một chút, thế là cu cậu phải nằm dạp xuống chịu để bọn em đến túm gáy. Thế nó không chống cự à? Tôi hỏi. Không anh ạ, nó nằm xoài ra giống một con lợn rừng sấp mặt như muốn chui xuống đất. Bọn em phải kéo nó dậy, chói tay, bịt mắt dòng về đại đội. Chia tay anh em, tôi cùng đại đội trưởng Nguyễn Đức Chính ra tổ chốt ngoài điểm tựa BT, chốt điểm tựa gần đường biên giới nhất của đại đội. Đường ra chốt điểm tựa BT phải băng qua một tràng trống, Chính nói với tôi. Tháng trước thì không thể đi như thế này được đâu anh, nó tỉa ngay, phải đi vòng sát bìa khe kia kìa. Theo tay Chính, nhìn lên tôi thấy mình như đi giữa một chiếc chảo lớn, bìa rừng xung quanh thành chảo xanh ngắt,
lác đác những vạt hoa thin phất vàng tươi như những cánh bướm chập chờn. Tối chốt BT, anh em đã đi làm nhiệm vụ, chỉ còn một chiến sĩ có vóc người cao to, nước da ngăm đen, nhưng lại có cái tên như con gái, Đức Nguyệt ở nhà. Nguyệt là một người hay chuyện và kể chuyện rất có duyên. Cậu kể cho tôi biết, từ chỗ này ra đường biên là 720m. Nói 720m tưởng xa, nhưng kỳ thực gần lắm anh ạ. Lát nữa mời anh lên chòi quan sát của bọn em, trên nóc hầm công sự này là nhìn thấy dân Trung Quốc làm nương đó. Chẳng cần ống nhòm đâu, nhìn bằng mắt thường cũng rõ lắm. Nói rồi, Nguyệt chỉ cho tôi 4 hố đạn cối sâu hoắm, ngay sát mép hầm công sự và kể tiếp. Chúng nó cối sang từ bữa trước đấy, nhà hầm này thì chẳng hề gì, chỉ bay mất cái lán dựng tạm làm bếp ở bên trên và thủng mất mấy cái song. Vì đã được đại đội trưởng chính cho biết và không để anh chàng hay chuyện này kéo đi quá xa, tôi vội chen vào. Nghe nói Nguyệt vừa lập thành tích diệt một tên tham báo Trung Quốc, cỡ kha khá phải không? À vâng, nhưng ở cái chốt này thì rồi ai cũng sẽ có dịp lập công, vì chỗ này đường đi lối lại thuận tiện cho chúng nó lẻn sang lắm. Miễn sao cứ phải thường xuyên cảnh giác tuần tra là thế nào cũng có bữa đông được tụi nó. Rồi Nguyệt kể cho tôi nghe câu chuyện may mắn của mình. Sớm hôm ấy theo thường lệ, Nguyệt cùng hai đồng đội trong tổ đi tuần tra khu vực đường biên do đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ. Vào giờ này, khu vực đường biên thường vắng lặng và yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng côn trùng và cánh chim bay xào xạc trong kẽ lá. Còn cách đường biên khoảng 15m, bỗng các chiến sĩ nghe có tiếng sột soạt ở phía dưới dốc bên phải. Chưa rõ là cái gì, nhưng Nguyệt cũng ra hiệu cho hai đồng đội dừng lại, nín lặng triển khai đội hình chiến đấu. Nguyệt cậy một hòn đá tảng bên cạnh chỗ mình ngồi đẩy lăn xuống dốc. Hòn đá lao giàn giạt xuống được một lát, nhưng có lẽ vướng phải vật cản gì đó nên bị mắc lại. Nguyệt lại cậy tiếp hòn đá to khác đẩy lăn xuống dốc thì nghe tiếng sột soạt dưới chân dốc nổi lên, và Nguyệt nhìn thấy một tốp người vùng chạy về bên kia biên giới. Nhìn dáng điệu và trang phục của tốp người ấy, Nguyệt thét lên: "Thám báo, không cho chúng nó thoát!" Nguyệt nhằm vào tên gần nhất, nổ một loạt AK. Tên thám báo đổ gục ngay tại chỗ. Đồng đội của Nguyệt cũng xả đạn về phía những tên khác đang tháo chạy. Do gần đường biên quá, Nguyệt và các đồng đội không thể truy kích lũ thám báo được. Ba anh em đến chỗ tên địch bị bắn gục, lục soát thu giấy tờ thì mới biết hắn đã tốt nghiệp trường đào tạo công an Trung Quốc và định đột nhập sang Việt Nam để lập công. Kết thúc chuyến công tác, tôi chia tay các chiến sĩ gìn giữ biên cương vào một buổi chiều ngập sắc hoa đào mùa xuân. Đã từng nghe rất nhiều lần bài hát chiều biên giới, thế nhưng phải đến chiều nay khi được tận mắt chứng kiến, tôi mới thực sự cảm nhận hết được ý nghĩa trong từng câu hát. Em ơi, có nơi nào đẹp hơn chiều biên giới khi mùa đào hoa nở? Quả đúng như vậy, chưa thấy nơi nào hoa đào nhiều và đẹp như ở đây. Những rừng đào đầy hoa nở bung bồng bềnh trong làn sương khói buổi chiều như làm ấm lên cả một vùng biên cương tổ quốc. Chẳng hiểu sao, tôi cứ nghĩ rằng đây là nguồn năng lượng tại chỗ cùng với nguồn lực từ hậu phương đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho người lính trên các chốt điểm tựa gìn giữ biên cương.